mừng các bạn đến với Biz FF, hội bạn thân thương trường. Đây là những người bạn thân của mình. Hy vọng là chúng ta thân thật chị ha. Thân ai nấy lo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện về một chủ đề rất là hấp dẫn và hot, nóng hổi trong thời gian gần đây. Đó chính là film business. Nhưng mà để cho câu chuyện nó thêm phần hào hứng thì chúng ta có thêm một cái trò chơi, có thể gọi là trò chơi lô tô đúng không? Số 9, số 12 đi bà con ơi. 9 à? Kể tên các phim Việt được nhận giải thưởng quốc tế. Ý, chỉ có một cái hàng này được 2 số rồi nha. Em cũng có từ nãy rồi chị ạ. À vậy hả? À, anh đã được 2 cái đợi rồi. Ôi trời. Sẽ có top và sẽ có bottom. Đây là luật quy luật của đám đông mà. Chị nói gì vậy? Mạnh lên. Gì mà sao mà tay nó đau chị. Anh đã tập bài bóp bao giờ chưa? Anh tập bóp.